Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ tư ngày 3 tháng 7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Ulazimir Baraviko. Chúc mừng Đại sứ Ito Naoki được bổ nhiệm vào thời điểm quan trọng khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm ngoái. Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước tiến triển quan trọng và tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua với các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính, giao lưu gắn kết nguồn nhân lực ngày càng mật thiết. Cho rằng giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và nhiều tiềm năng lợi thế bổ trợ cho nhau cùng phát triển, khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp. Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đại sứ phát huy hiệu quả vai trò là người kiến nghị chính sách và cầu nối quan trọng của quan hệ hai nước, tích cực phối hợp nhằm cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với các nhiệm vụ trọng tâm như thúc đẩy tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là cơ sở hạ tầng, lao động, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Nhật Bản bày tỏ vui mừng được bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để triển khai các thỏa thuận, nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng toàn diện, thực chất. Tiếp đại sứ Belarus tại Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đại sứ nhân ngày Quốc khánh của Cộng hòa Belarus mùng 3 tháng 7, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp từ thời Liên Xô cũng như được tiếp tục thúc đẩy trong hơn 30 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Belarus là người bạn, đối tác tin cậy, trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trước đây. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, trong đó có việc phát huy cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, hợp tác địa phương. Đại sứ Belarus chúc mừng Chủ tịch nước nhân dịp đảm nhiệm cương vị mới, nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác được Chủ tịch nước đưa ra, cho biết sẽ nỗ lực hết sức để phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Nhân dịp ngài Cyril Ramaphosa tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi ngày 3 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách với nhiều thông điệp quan trọng tại Đại học Quốc gia Seoul, trường đại học số 1 Hàn Quốc, cái nôi đào tạo nhiều nhà lãnh đạo nổi bật của Hàn Quốc. Bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm trường, giáo sư Roy Hong Lim, giám đốc Đại học Quốc gia Seoul, đánh giá cao Việt Nam đã vượt qua đại dịch COVID-19 một cách ngoạn mục và nhanh chóng phục hồi sau dịch. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt kỳ tích thu hút hơn 36 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Giáo sư cho rằng Việt Nam đang thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế với tư cách là quốc gia công nghiệp mới nổi, năng động nhất, tăng trưởng nhanh nhất. Trong bài phát biểu chính sách trước các học giả, nhà nghiên cứu Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về ba nội dung chính, đó là tình hình thế giới và khu vực, chính sách đường lối nền tảng thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam, tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc trong thời gian tới. Về các yếu tố nền tảng quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cơ bản hình thành hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Thể hiện qua các nghị quyết của Đảng, của Trung ương và đã được khái quát, hệ thống hóa trong những tác phẩm công trình lý luận lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, quá trình phát triển của Việt Nam dựa trên 3 trụ cột, một quan điểm xuyên suốt và thực hiện 6 chính sách trọng tâm về đối ngoại, quốc phòng, phát triển kinh tế văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thủ tướng cho biết, thời gian tới Việt Nam tập trung thúc đẩy mạnh mẽ 6 lĩnh vực trọng tâm, trong đó có việc làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh đã trở thành hình mẫu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Đông Á với mức độ hợp tác thành công chưa từng có và thời gian qua đã phát triển vượt bậc với 8 điểm hơn. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết hai nước tập trung thúc đẩy 5 ưu tiên, trong đó ưu tiên củng cố nền tảng của quan hệ, ưu tiên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, ưu tiên tạo đột phá về hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, ưu tiên đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trả lời tất cả các câu hỏi được các đại biểu đặt ra, trong đó có câu hỏi về những vấn đề quan tâm và giải pháp của Việt Nam trong quá trình phát triển nhanh về kinh tế. Thứ nhất là phải bảo vệ được cái độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chúng ta có cái độc lập chúng ta mới phát triển được đất nước. Chứ chúng ta phụ thuộc thì không phát triển được. Cái ý thứ hai là phải ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Song song với đó là phải phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Vấn đề thứ ba là vấn đề liên quan đến các vấn đề mang tính toàn cầu như tôi nói ban nãy. Già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu và phải đưa ra các cái giải pháp và cách tiếp cận mang tính toàn diện, toàn dân và toàn cầu, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể. Vấn đề thứ tư là cái công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Vì chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra thì chúng tôi cũng quan tâm đến các cái mối quan hệ quốc tế hiện nay. Mình không thể đấy, không hòa nhập được. Mình không thể đứng một mình được. Mình muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Rồi cái quan tâm nữa là phải đào tạo thế hệ trẻ. Hiểu được cái lịch sử văn hóa, truyền thống của cha ông mình. Và phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ với lại đất nước. Để bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước và bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của chính các bạn trẻ. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng đơm hoa kết trái, phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững nhờ có những yếu tố nền tảng quan trọng, nhất là ba yếu tố quyết tâm chính trị, ý chí và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo hai nước, sự song trùng về lợi ích và sự tương đồng về văn hóa truyền thống giữa hai dân tộc, sự gắn kết nền tảng xã hội, sự gắn bó đặc biệt giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực. Đây là những tập đoàn đã và đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam, tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động. Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn POSCO, một trong năm tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc, với doanh thu năm 2023 đạt 59 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh POSCO có kế hoạch mở rộng đầu tư hoạt động tại Việt Nam, khuyến khích tập đoàn đầu tư theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Về kiến nghị của POSCO, Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong lĩnh vực đất hiếm trên tinh thần cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch giữa các nhà đầu tư, theo hướng công nghệ cao, khai thác bền vững, chế biến sâu, bảo đảm môi trường. Tiếp Chủ tịch tập đoàn CJ, tập đoàn đa quốc gia có doanh thu năm 2023 đạt 31 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh hiệu quả của CJ tại Việt Nam, đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư nhiều hơn, chất lượng hơn, coi Việt Nam là thị trường chiến lược, đặc biệt về chăn nuôi, chế biến thực phẩm theo hướng giảm phát thải, công nghệ cao cũng như lĩnh vực logistics, dịch vụ giải trí, văn hóa và công nghệ sinh học, đồng thời đưa nhiều hàng hóa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của CJ trên toàn cầu. Tiếp Tổng giám đốc công ty LG Display, Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả đầu tư kinh doanh của LG tại Việt Nam. Tổng giám đốc cảm ơn sự hỗ trợ tích cực hiệu quả của phía Việt Nam dành cho LG, giúp tập đoàn tăng gấp đôi công suất một nhà máy tại Hải Phòng và cho biết LG sẽ đầu tư thêm 3 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam trong 5 năm tới. Thủ tướng cảm ơn LG đã xác định Việt Nam là một cứ điểm sản xuất quan trọng trên toàn cầu theo hướng phát triển xanh, công nghệ cao. Đề nghị LG nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất của tập đoàn và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Daewoo E&C trong lĩnh vực xây dựng bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tập đoàn đã đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ và có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, phát triển mô hình đô thị thông minh, khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, hạn chế phát thải. Đề nghị tập đoàn tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát của Việt Nam. Tiếp Chủ tịch tập đoàn GS E&C, Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh thành công của tập đoàn tại Việt Nam. Trong các lĩnh vực như đô thị, vật liệu xây dựng, giao thông, hoan nghênh tập đoàn định hướng phát triển khu đô thị Nhà Bè 4 trong 1 gồm đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và thương mại theo đúng xu hướng của Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị tập đoàn phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan thực hiện nhanh các thủ tục để thúc đẩy triển khai dự án, tích cực thực hiện an sinh xã hội và xóa nhà tạm, nhà rột nát tại các địa phương. Tiếp Tổng giám đốc tập đoàn Celltrion, chuyên sản xuất, nghiên cứu dược phẩm sinh học hàng đầu Hàn Quốc, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế về các loại cây dược liệu phong phú nhưng còn thiếu nguồn vốn và công nghệ cao. Xác định đây là chiến lược dài hạn, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển ngành dược. Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của tập đoàn với đối tác Việt Nam, đề nghị tập đoàn làm việc với các bộ ngành để triển khai cụ thể hướng tới mục tiêu phát triển ngành dược sinh học đi sau nhưng về trước tại Việt Nam. Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc ngân hàng KDB, ngân hàng chính sách 100% vốn chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướng đánh giá cao đóng góp hiệu quả của KDB trong phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Mong muốn KDB tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc làm cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hàn Quốc và nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn quản trị điều hành, góp phần tăng cường hiệu quả an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Tiếp đó, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm tổ hợp bán dẫn của tập đoàn Samsung. Đón và tháp tùng Thủ tướng có Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Trong thời đại công nghiệp cách mạng lần thứ tư, bán dẫn được coi là công nghệ lõi cùng với các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế toàn cầu. Thời gian qua, tập đoàn Samsung đã tập trung đầu tư phát triển ngành bán dẫn để cung cấp các sản phẩm nền tảng cho các thiết bị điện tử, vi mạch và các linh kiện điện tử khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng khi tận mắt chứng kiến những thành tựu của Samsung trong lĩnh vực công nghệ cao nói chung và bán dẫn nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của tập đoàn tại Việt Nam trong gần 20 năm qua, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Samsung tiếp tục hoạt động ổn định, bền vững, ngày càng phát triển tại Việt Nam. Thông tin về việc Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy hệ sinh thái cho các lĩnh vực này. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng, phục vụ tốt nhất các tập đoàn đầu tư phát triển ngành bán dẫn. Thủ tướng tin tưởng Samsung luôn phát triển, hợp tác đầu tư thành công, bền vững tại Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng và chào đón hành khách thứ 15 triệu trên đường bay Việt Nam-Hàn Quốc của hãng hàng không Việt Nam Airlines và đến thăm gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Trong 30 năm qua, Vietnam Airlines đã thực hiện 65.000 chuyến bay, vận chuyển 15 triệu lượt hành khách và hơn 290.000 tấn hàng hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch, văn hóa, cũng như nối liền tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong 3 thập kỷ qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá sự kiện này ghi dấu mốc mới cho ngành hàng không hai quốc gia, đồng thời là một minh chứng cho mối quan hệ hợp tác sâu sắc, bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua, cũng cho thấy Việt Nam Airlines ngày càng trưởng thành và phát triển tại thị trường Hàn Quốc. Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Thủ tướng chia sẻ 5 điểm nổi bật trong quan hệ song phương, đó là tin cậy về chính trị, gắn kết về con người, hội nhập về kinh tế, tương đồng về văn hóa và cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no. Cho rằng hàng không đóng vai trò cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, nhân dân ngày càng xích lại gần nhau. Thủ tướng đề nghị các hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines, cần cung cấp dịch vụ hàng không đa dạng, đầy đủ, bao trùm hơn với giá cả cạnh tranh thông qua việc tái cơ cấu về quản trị, nhân lực, tổ chức, tài chính, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời cần cố gắng hơn nữa để chiếm được thiện cảm, yêu mến của khách hàng, qua đó mang lại lợi ích cho hãng và cho khách hàng, góp phần thúc đẩy quan hệ của hai nước. Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã đến thăm gia đình anh Jang Jeong-ga và chị Vũ Thái Linh, gia đình đa văn hóa Việt Hàn ở tỉnh Gyeonggi. Thủ tướng vui mừng được chứng kiến cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc, thành công của gia đình cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Cho biết hai dân tộc Việt Hàn đã có mối lương duyên từ gần 800 năm trước, khi hoàng tử Lý Long Tường rời Đại Việt tới Cao Ly.
Qua những thăng trầm đột phá, quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Tại Hàn Quốc có gần 300.000 người Việt Nam đang làm việc, học tập và sinh sống. Có khoảng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Hai nước có tới 80.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn. Cho rằng những người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, chính là những cầu nối vun đắp cho quan hệ của hai quốc gia, hai dân tộc. Thủ tướng mong muốn gia đình anh Gác và chị Linh cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục đoàn kết, chăm lao động, học tập, nghiên cứu, kinh doanh, xây dựng cuộc sống tươi đẹp, đồng thời giữ gìn các nét đẹp văn hóa mà hai nước có nhiều điểm tương đồng, tuân thủ pháp luật sở tại, ứng xử văn minh, góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và vun đắp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp. Đến thăm gia đình đa văn hóa Việt-Hàn cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng tại Hàn Quốc. Và tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Cụ thể sẽ có hai hình thức. Một là mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, là hoạt động ký hợp đồng mua bán điện và giao nhận điện năng qua đường dây kết nối riêng giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng. Hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định tại luật điện lực và các văn bản pháp luật có liên quan. Giá bán điện do hai bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 nghị định này. Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua bán điện về công suất sản lượng, giá đối với sản lượng điện dư với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc là đơn vị được ủy quyền theo quy định. Trường hợp đơn vị điện lực vừa phát điện và bán lẻ điện tại các mô hình khu cụm kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện tại chỗ khác thì giá bán lẻ điện cho khách hàng được thực hiện theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành. Hai là mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia là hoạt động mua bán điện thông qua hợp đồng kỳ hạn giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn hoặc là đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu cụm được ủy quyền. Theo quy định thì giá thị trường điện giao ngay và giá thị trường điện toàn phần được hình thành theo từng chu kỳ giao dịch của thị trường và được xác định bằng tổng của giá trị điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong đó thì giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường được xác định theo quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự và phát biểu tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Bình Phước, lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả Bình Phước đạt được về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có sự đóng góp tích cực của Hội đồng Nhân dân, sự đồng hành, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh. Nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có nhiều đổi mới, tăng cường các kỳ họp chuyên đề, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng. Hoạt động giám sát tiếp tục được nâng cao, đúng trọng tâm, thiết thực và đi vào chiều sâu. Trên tinh thần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước cần tiếp tục đổi mới hoạt động, triển khai có hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội đã có những đổi mới hiệu quả, nâng cao chất lượng trong hoạt động vừa qua. Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nghiên cứu vận dụng phù hợp để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ với phương châm trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, chú trọng công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước sớm cụ thể hóa nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua về tăng lương cho các đối tượng trợ cấp hưu trí, trợ cấp người có công, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là của người đứng đầu, tin tưởng địa phương sẽ sớm trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng, điểm đến hấp dẫn vùng Đông Nam Bộ.
Bình Phước cần tập trung các nguồn lực đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án đường cao tốc theo nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua để tăng tốc phát triển. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy địa phương này vào chiều nay. Các ý kiến đoàn công tác đều đánh giá cao kết quả Bình Phước đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,34%, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 của cả nước. 6 tháng đầu năm nay, con số này ước đạt 7,76% và đứng thứ 18 của cả nước. Đồng thời, nêu một số giải pháp để Bình Phước có thể tăng tốc phát triển thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Bình Phước là địa phương có truyền thống cách mạng, nhiều di tích lịch sử quốc gia. Đây là điều kiện để vừa giáo dục truyền thống, vừa phát triển du lịch sinh thái. Là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng kết nối Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng trong chính sách phát triển các đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và quản lý, tập trung triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh gắn với tăng trưởng xanh bền vững. Đặc biệt là tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện phát triển giao thông liên vùng. Qua ý kiến của các đồng chí là có thể nói là tỉnh hết sức nỗ lực cố gắng hai cái dự án giao thông trọng điểm. Một là cái dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây Gia Nghĩa Trân Thành, rồi cái dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành đoạn qua địa bàn Bình Phước. Thì hai dự án này sẽ giúp cho Bình Phước phát triển đi lên. Bởi vì ông bà ta thường nói là đại lộ là đại phú, trung lộ là trung phú, tiểu lộ là tiểu phú. Đầu tư đường giao thông thì nó sẽ kéo theo là kinh tế xã hội phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước sớm khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ cho một bộ phận đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Bình Phước triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dâng hương, dâng hoa tại khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Hôm nay, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương về kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay và trọng tâm công tác trong thời gian tới. Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lương Cường biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là công tác tham mưu xây dựng Đảng, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tích cực tham gia tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng các văn kiện của Đảng, đồng thời kịp thời nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn xã hội. Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, Ban Tuyên giáo cần phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn đối với các vụ việc, sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo. Trước đó vào sáng nay, làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Lương Cường đề nghị tập thể Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban là cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng đường lối định hướng chiến lược về phát triển kinh tế xã hội. Ban cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt, có chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2024. Đồng chí cũng lưu ý, Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động nắm tình hình, nghiên cứu để đề xuất với Đảng có chủ trương định hướng tận dụng thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với đó thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong các tiểu ban phục vụ Đại hội 14 của Đảng.
Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Bình đạt được trong 40 năm đổi mới và hơn 3 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Đảng. Mặc dù xuất phát điểm thấp, tuy nhiên đến nay Quảng Bình đã và đang nổi lên như một điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội. Quy mô nền kinh tế năm 2023 gấp tới 180 lần so với năm 1990. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng chỉ ra một số khó khăn của Quảng Bình trong một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu, gợi mở một số vấn đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, đồng thời ghi nhận một kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Trước đó vào sáng nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã đến khảo sát thực hiện tại cụm trang trại BNT và một số công trình hạ tầng trên địa bàn của tỉnh Quảng Bình. Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024 đã khai mạc tối qua tại thủ đô Moscow. Năm nay kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã tham dự. Đêm nghệ thuật tạo ấn tượng bởi nhiều tiết mục khí nhạc được sáng tác và trình diễn bởi các nghệ sĩ Việt Nam từng được đào tạo bài bản tại Nga. Bên cạnh đó, những điệu dân ca, dân vũ đã phô diễn vẻ đẹp văn hóa độc đáo, phong phú của các dân tộc Việt Nam. Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ diễn ra đến hết Chủ nhật tại Moscow và Saint Petersburg với nhiều hoạt động như tuần phim Việt Nam, xúc tiến du lịch, thúc đẩy giao lưu hợp tác song phương về văn hóa. Chiều nay tại lễ ký quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian qua thì hai cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong các hoạt động kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công trong quân đội. Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Sự ra đời của Kiểm toán Nhà nước là yêu cầu tất yếu trong hoàn thiện công tác quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí tiêu cực và thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là một trong những thông tin tại Hội thảo khoa học Kiểm toán Nhà nước 30 năm xây dựng và phát triển được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tới dự. Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, hiện Kiểm toán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Quốc hội, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ngày đầu thành lập là một thiết chế mới chưa có tiền lệ hoạt động ở Việt Nam, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã lớn mạnh và đội ngũ với gần 2.100 công chức, người lao động. Hoạt động kiểm toán từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp, chất lượng, không ngừng được nâng lên, ngày càng khẳng định là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Để chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh vùng núi Trung du Bắc Bộ tuyệt đối không được chủ quan, tập trung một số nhiệm vụ sau: sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi những vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu đã bị sạt lở; vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện; bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân và cơ sở vật chất. Trong đêm qua và sáng nay thì mưa lớn ở Hà Giang đã gây ngập úng nhiều tuyến đường và sạt lở cục bộ. Nhà ở và tài sản của bà con cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tính đến trưa nay, địa bàn thành phố Hà Giang có 4 điểm ngập úng cục bộ, chủ yếu thuộc phường Minh Khai và phường Trần Phú. Khu vực đường Lý Tự Trọng thuộc tổ 2 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Đây là một trong những địa điểm mà thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Mực nước ở đây thì vào khoảng 60-90cm và nước chảy rất là mạnh. Thế nhưng mà nhờ sự cảnh báo của các cấp chính quyền, thế nên là người dân đã kịp thời di chuyển những đồ dùng, tài sản có giá trị. Không chỉ ngập ở khu vực thành phố, mưa lớn cũng gây ngập úng và sạt lở tại một số tuyến đường liên thôn, xã tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì làm ách tắc giao thông. Ngoài ra, 27 nhà dân bị hư hỏng do sạt lở đất đá, gần 400 hectare cây trồng bị đổ, ngập, hơn 18 hectare ao nuôi cá bị thiệt hại và trên 150 con gia súc, gia cầm bị chết. Đến chiều nay, mưa ở Hà Giang đã ngớt hẳn, người dân đang khắc phục hậu quả, di chuyển đồ đạc,
dọn dẹp nhà cửa để ổn định lại cuộc sống. Thu dọn một số những cái đồ đạc lán xưởng này, rồi gia súc gia cầm này, rồi là nhờ bà con hàng xóm tổ dân phố các thứ cũng đến để làm giúp hỗ trợ gia đình để chuyển một số những cái đồ đạc để đưa lên những nơi đảm bảo an toàn. Hiện nay mưa lớn ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm. Đêm nay, sáng mai dự báo vùng mưa lớn sẽ thu hẹp, nhưng ở Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu vẫn có điểm mưa to cục bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở còn rất cao. Bà con cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan. Chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội nằm trong top 10 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước từ năm 2021 đến nay. Mặc dù vậy thì vẫn còn một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên chất vấn thực hiện kỷ luật kỷ cương thực thi công vụ của kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay. Hôm nay hội đồng chúng ta chất vấn về kỷ luật kỷ cương. Theo các cử tri, vẫn còn tình trạng né tránh đùn đẩy trong tiếp nhận giải quyết thủ tục ở cấp xã, phường. Việc giải quyết còn chậm muộn, quá hạn, nhất là nhóm thủ tục hành chính thuộc nhóm thành lập doanh nghiệp đất đai. Trong vòng hơn 3 năm nay, toàn thành phố đã tiến hành gần 4.500 cuộc kiểm tra công vụ, xử lý kỷ luật hơn 1.700 trường hợp. Chưa hết nhiệm kỳ thôi đã thay 3 đồng chí giám đốc trưởng các ngành chủ chốt. Từ đầu nhiệm kỳ hôm nay đã thay thế chuyển đổi 6 đồng chí chủ tịch các huyện. Và thực tế trả lời là 6 huyện này đã có rất nhiều tiến triển, đặc biệt là giải quyết các thủ tục hành chính. Ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng có trường hợp văn bản cần đến gần 900 ngày để trả lời. Điểm nghẽn không phải ở cấp lãnh đạo mà lại ở chính các trưởng phó phòng và chuyên viên. Các chuyên gia khi làm việc với Hà Nội có nói là thế tại sao mà cái thẩm quyền cá nhân của cán bộ công chức ở Việt Nam ít thế? Hầu hết cái gì cũng phải báo cáo lên tập thể. Thế thì rõ ràng cần thiết phải nghiên cứu để đề xuất là tăng cái thẩm quyền cá nhân. Đã là công chức thì sẽ có cái thẩm quyền để chúng ta giải quyết những việc rất cụ thể rõ rồi. Và đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh cái phân cấp ủy quyền. Thời gian qua, Hà Nội đã phân cấp ủy quyền hơn 600 thủ tục hành chính, tức là khoảng 1/3 tổng số thủ tục hành chính của toàn thành phố. Sắp tới sẽ tiếp tục phân cấp ủy quyền thêm hơn 500 thủ tục hành chính khác. Thành phố đặt mục tiêu đến năm sau nâng cao mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của chính quyền lên 90-95%. Quốc hội đã thông qua đề xuất của Chính phủ điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Hơn 3,3 triệu người đã được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trong đó thì mức điều chỉnh tăng 15% với lương hưu được tính toán kỹ lưỡng, nhân văn nhằm đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Nghỉ hưu từ năm 2008 đến nay ông Tố đã hơn chục lần được tăng lương hưu. Năm trước vừa được tăng 12,5% thì năm nay là 15%. Lúc mới nghỉ hưu chỉ có hơn 1,9 triệu đồng một tháng. Giờ lương hưu của ông đã cao gấp 4 lần. Được tăng lương phấn khởi quá mức chứ các đồng chí ạ. Rất lớn vì là tăng thêm thu nhập cho mình thì mình có thể chi tiêu nó rộng rãi hơn. Nhằm đảm bảo cuộc sống cho người nghỉ hưu, từ năm 1995 đến nay, Quốc hội Chính phủ đã tiến hành 24 lần điều chỉnh lương hưu. Mức lương hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu năm 1995. Hiện người nghỉ hưu có mức hưởng bình quân là 5,6 triệu đồng một tháng. Các cái năm trước đây thì chỉ tăng bình quân một năm khoảng 7 đến 8%, nhưng mà lần này là tăng 15% thì cho thấy là một cái cố gắng lớn của Đảng nhà nước. Ủy ban xã hội của Quốc hội khẳng định mức tăng lương hưu 15% là hết sức nhân văn. Mức tăng này đã cao hơn so với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Ban chỉ đạo cải cách tiền lương dự tính nếu mà tăng lương hưu đợt này là chỉ tăng 11,5% là sẽ nó ngang bằng với cái 30% như cán bộ công chức. Ban chỉ đạo cải cách tiền lương là cân nhắc rất nhiều cho nên thôi mới xác định là chuyển từ 11,5% lên 15,5%. Mức tăng lương hưu thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng nhà nước với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đảm bảo hợp lý, hài hòa, có sự chia sẻ giữa người đang đóng bảo hiểm xã hội và người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, giữa các thế hệ tham gia và thụ hưởng chính sách. Kinh phí tăng thêm để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 6 tháng cuối năm nay là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 3.700 tỷ đồng, quỹ bảo hiểm xã hội chi hơn 12.500 tỷ đồng.
Cũng từ ngày 1 tháng 7 thì luật các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực, trong đó thì nghiêm cấm việc bán các sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc khi cung cấp dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Thời gian qua, bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng không quá 3% sau một vài sự cố của bảo hiểm nhân thọ ảnh hưởng đến niềm tin chung của người dân. Trong khi vào năm ngoái, số tiền bảo hiểm chi cho lĩnh vực nông nghiệp là khoảng 800 tỷ đồng, giúp hàng triệu nông dân không bị chuyển sang nợ xấu hoặc là phát mãi tài sản khi mà có thiên tai dịch bệnh. Các đơn vị cũng đã chi hơn 20.000 tỷ đồng bảo hiểm cho những khách hàng có khoản vay tại ba ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước khi gặp bất trắc. Quy định mới sẽ đảm bảo việc bán bảo hiểm qua ngân hàng minh bạch hơn trên cơ sở tự nguyện của khách hàng. Dù vậy, các đơn vị vẫn chờ đợi những văn bản hướng dẫn để thống nhất cách hiểu về bảo hiểm cho tài sản thế chấp hay làm sao để tránh mâu thuẫn với luật kinh doanh bảo hiểm khi mà luật này cho phép ngân hàng làm đại lý bán bảo hiểm và sử dụng bảo hiểm như một công cụ phòng ngừa rủi ro khi cho vay. Các ngân hàng trung ương của Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines đã hợp tác để triển khai một nền tảng thanh toán bán lẻ xuyên biên giới ngay lập tức vào năm 2026. Dự án này có sự tham gia của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, được mệnh danh là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương. Phóng viên Hữu Hưng, thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN, đưa tin. Mục đích của kế hoạch này là liên kết hệ thống thanh toán kỹ thuật số tức thời của mỗi quốc gia, ví dụ như là liên kết hệ thống thanh toán số UPI của Ấn Độ với hệ thống PayNow của Singapore. Đây là một phần của dự án Nexus, sáng kiến nhằm tăng cường thanh toán xuyên biên giới, trong đó thì Ấn Độ và bốn quốc gia còn lại sẽ là thành viên sáng lập, trong khi Indonesia sẽ đóng vai trò là quan sát viên đặc biệt. Ước tính chỉ với 5 nước đầu tiên tham gia, Nexus đã có tiềm năng kết nối thị trường 1,7 tỷ người trên toàn cầu, cho phép người dùng thực hiện thanh toán xuyên biên giới ngay lập tức một cách dễ dàng và với chi phí thấp. Chúng tôi dự báo các hoạt động trao đổi xuyên biên giới trong thương mại, du lịch, việc làm và giáo dục sẽ phát triển. Việc kết nối thanh toán tức thời như nền tảng Nexus sẽ hỗ trợ sự phát triển của các hoạt động này. Có thể nói là Nexus có tiềm năng trở thành dịch vụ thanh toán thế hệ mới trên phạm vi toàn cầu. Và việc tham gia vào dự án này sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nền kinh tế và người dân các nước thành viên ASEAN. Hữu Hưng, thường trú chủ Việt Nam tại ASEAN. Một sự kiện văn hóa đáng chú ý trong nước đó là lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2024, Đà Naf 2 đã diễn ra vào tối qua tại thành phố Đà Nẵng. Chủ đề của Liên hoan phim năm nay là Đà Naf nhịp cầu châu Á. 63 phim dự thi ở hai hạng mục là giải thưởng phim châu Á dự thi và giải thưởng phim Việt Nam dự thi. Đặc biệt lần đầu tiên giải thưởng thành tựu điện ảnh sẽ được trao cho một nhà làm phim xuất sắc. Liên hoan phim năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7 với nhiều hoạt động như là hội thảo, lớp đào tạo ươm mầm tài năng, ra mắt và gặp gỡ giao lưu của đoàn làm phim, hai điểm chiếu phim ngoài trời với hơn 100 suất chiếu. Đây là liên hoan phim đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức thường niên. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt quý vị.